Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái thư viện studio.h này. Về thực chất thì cái thư viện studio.h này thì nó là một cái thư viện chứa các hàm mà mình cần sử dụng, ví dụ như là hàm FreeNet, ScanNet, và thực chất trong một cái project thì nó là một cái header file. Ta có thể kích chuột phải vào cái này để mở ra xem nó ở đâu. Thì đây thì ta di chuyển cái chuột đến cái vị trí cái file studio.h này thì nó sẽ hiện lên cái địa chỉ của cái studio.h này. Ta kích chuột file và chọn open containing folder để xem cái folder của nó. Thì đây chính là cái thư mục mà lưu trữ cái thư viện studio.h. Thì như các bạn đã thấy thì studio.h này thì kiểu của nó là h file tức là header file đấy. Về trên đây chính là cái phần giới thiệu về cái hàm print hàm thư viện studio.h. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.